Trên đào organ và cái đây video này Trần Khánh xuống những các bạn chi tiết một cái bài hát đó rất hay, đó là bài Lòng Mẹ của Ý Văn luôn. Và đặc biệt các bạn chú ý mà các bạn muốn sử dụng band này, rất là nhiều các bạn thắc mắc sử dụng band này, nhưng mà muốn đánh được cái band này mà đánh cho hay, đánh cho ok, đánh cho chuẩn á, thì buộc chúng ta phải tập chi tiết từng câu, từng nốt và từng cái liếm lái cho nó rõ ràng rành mạch, thì mới các bạn mới đạt được một cái là yêu cầu là nhấn men nó cảm thấy là nó ok nhất ha. À, nó thực sự rất là khó, nhưng mà để mà đạt được thì nó cũng các bạn chưa có luyện tập là mới được, chứ nếu mà đánh qua lo cho khó thì không bao giờ nó thành công được cái mảng band này hết á. Nó cứ kéo dài, nó cái tình hình là nó cứ đánh như vậy hoài, nó không có khá lên được từ cái band này ha. Rồi bây giờ mình xuống những cái mà chi tiết từng câu luôn nha, ở cái bài Lòng Mẹ rồi và bài luôn nha các bạn. À, bên này ha, các bạn nhìn thấy bên kết hợp, nhìn thấy bên này Trần Khánh hướng dẫn các bạn rất là chi tiết từng nốt, từng cái luyến luôn nha các bạn. Ví dụ nha, câu đầu tiên là do re mi re do re la sol la, câu đầu tiên ha. Rồi câu này mình xử lý bên như thế nào? Cái nút la đầu tiên thì các bạn nên nhớ thường thường thông thường ha, thông thường cái nút đầu tiên chúng ta hay kéo bên về, thông thường thôi, kéo bên về. Rồi sau chúng ta kéo bên về trước các bạn, tức là kéo bên về, rồi sau đó các bạn nhấn như nút lạ, rồi mình buông cái nút bên này, buông bên ra, lạ, dần là, lạ đô rê bình thường, tới nút mí chúng ta sẽ định đánh lính cái tức, đẩy cái bên từ đô rê lên nút mí, lạ đô rê mí, nút mí là nút rê chúng ta nhấn bên đẩy hết. Tức là bên đây mình sẽ sử dụng bên 2 cho nên các bạn sẽ dễ liếm bên hơn ha. Nó không bị éo bằng bên 3 trở lên ha. Rồi đây mình chỉ sử dụng bên 2 thôi. Thì chúng ta sẽ đẩy hết bên luôn là nó sẽ từ nút rê sẽ lên nút mi, tức là một cung, hai cái nửa cung ha. Rồi. Là đô rê mi. Rồi tiếp tục là rê đô rê là. Cái nút rê các bạn sẽ buông bên ra. Buông bên ra nó sẽ tạo thành ra nút rê, rê đồ. Rê ha. La đô rê mi rê đô đàn vô nút đô bình thường. Rồi rê là. Thì rê là thì các bạn nghe cho nút đô nè, nãy đầu đang nút đô ha. Thì chúng ta sẽ đẩy bên lên là nó qua nút rê. Rê là sol la, thì chỗ này các bạn có thể đẩy bên đánh nhấn sol là đẩy lên nút la cũng được, không thì các bạn rung hai nút này cũng được, rung bên ha. Rồi lại một câu thôi, làm tập kỹ từng nốt từng chi tiết một câu thôi nha. Rồi đô rê la chưa, rung bên. Rồi lại ha. La đô rê đẩy bên, buông bên, rê đô rê đẩy bên. Rồi ok, làm lại ha. La đô rê mi rê đô. Nhấn liếm cũng được, không ta rung của chỗ này cũng được ha. Các bạn phải tập kỹ câu này ha, tập tự từng chi tiết từng nốt. Chúng ta các bạn có thể bỏ một tiếng đồng hồ chỉ tập với một câu và với vài nốt như vậy thôi, mình phải
làm sao cho tạo cái cảm giác là tay trái chúng ta quen kết hợp với tay trái phải 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 lực lên nhưng nhẹ luôn nó mới được ha. Rồi lại nhé. Rồi tiếp tục câu thứ hai. Mi la si do si la si mi. Rồi mi la si do si mi. Rồi câu thứ hai nó vậy. Rồi các bạn lưu ý nè, mi la si do thì mi là bình thường, nhưng mà nốt đầu tiên á thường thường mà kép bên gì, kép bên gì rồi nhấn nốt mi buông, rồi buông cái nốt mi ra, la bình thường, si bình thường ha. Rồi tới lúc đó chúng ta sẽ đẩy si lên phân nửa cung, lẽ ra lúc đó đẩy bên rồi si la si mi nãy đó rồi nè, chúng ta buông ra là nó thành lúc si luôn nè. Si la si đố buông ra là si, rồi đợi nút la xí mì thì chúng ta sẽ đẩy ngay nút la vào đó đó, đẩy lên nút hết 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 bên lại ra nút xí qua mì. Rồi lấy nè, mì la si đẩy bên buông bên xí la đẩy bên rung bên chỗ này xì mì. À cái xì mì thì các bạn đánh cho mình đó là đẩy bên lên rồi đợi như nút xì xì mì rung bên chỗ này. Rồi làm lại câu thứ hai nha, mì cái bên về trước đợi nút mì buông nút mì ra la bình thường si bình thường đố đẩy si lên đố buông đố ra là si si la si mì đẩy lên hết ga mì. Chỗ này xí nè các bạn, xí mì thì các bạn ngay chỗ đang đẩy bên nút la này đúng không, chúng ta sẽ nhấn vô cái nút mì rồi buông bên ra từ từ lại ha. Mì la xí đô xí la xí xì cái bên về trước xong rồi các bạn. À cái này chỗ này các bạn đánh kéo bên lên cho nó hay rung bên trong mì ha, tán nút rồi lại ha, cái bên về trước nè, mì la si đẩy lên buông ra si la đẩy si si nhấn mì buông bên ra từ từ rồi si cái nhấn đẩy bên lên trước. Rồi câu thứ hai làm lại nguyên câu thứ hai. Rồi đánh lại hai câu ha. Lên trước cũng được, cái bên về trước cũng được ha. Rồi, thành ra hai câu kết hợp vô cái nhịp thử ra như thế nào các bạn. Rồi, hai câu, tiếp tục qua câu thứ ba ha. La do re mi re do re la son la. Thì câu thứ ba nó giống như cái câu thứ nhất ở quãng tám dưới đây, chúng ta làm kéo bên y chang, đẩy bên buông bên đô bình thường re đẩy bên lên, nó giống như câu thứ nhất. Rồi câu thứ tư nha, bắt qua đầu qua câu thứ tư. Đô la son mi đê đô rê mi. Rồi đô la son mi nốt đô này
Rồi, cái nốt đố này các bạn lưu ý nè. Chúng ta sẽ đẩy si lên đố, đố la sơn mi. Đẩy si mà đẩy lên nửa cung nữa các bạn. Rồi, đố đố đây đẩy nửa cung. La bình thường, đàn bình thường. Son son tới nút mi nè các bạn. Nút mi thì cái nút mi nè các bạn, khéo léo là chúng ta sẽ nhấn bên đẩy bên lên trước. Rồi buông bên ra. Đào vô buông bên ra. Chỗ này cho mình đó la son mi thì ngay cho cái nút son này các bạn đều bình thường đúng không, nhưng các bạn luyến cho mình thêm cái son này nó lên lá đó la son mi, đó la son mi thì bình thường quá các bạn sẽ đàn nhìn đó la son mi son mi son, chúng ta sẽ đẩy lên, chúng ta đẩy cái son này lên lá một cái rồi các bạn nhấn vô nút mi rồi buông bên ra từ từ, câu này hơi khó nha. Đô la bình thường nè, son bình thường nè. Rồi bây giờ dứt cái nốt son các bạn sẽ đẩy lên cái son mì, nó cảm giác như son lá mì vậy mà. Son mì, đô la son mì, nó cảm giác nó luyến vậy đó các bạn. Rồi đô la son, rê đô rê mì. Rê rụt chỗ này, nốt đồ là đẩy bên lên trước, buông ra nốt đồ từ từ. Rê đồ rê mi, rê, rê đồ, nhấn bên lên trước nha, nhấn vô buông ra đồ. Rê mi thì rê bình thường, mi thì đẩy đẩy rê lên nốt mi. Xì mi. Xì đẩy lên bên lên, nhấn nút xì buông bên ra, mi này nhấn nút rê đẩy lên mi. Rồi lại làm rồi cái câu thứ tư này nha. Đô la son mi rê rung bên rê đồ cái bên trước bỏ ra rê nút mi đẩy lên xì nhấn bên lên và nhấn vô buông mi đẩy bên đẩy rê lên, ok chưa? Rồi nguyên câu này. Rồi làm lại hai câu sau nha, kết hợp với nhạc nha. Và bốn câu đây. Thì nó khác giống như vậy nhưng mà nó khác câu cuối à, hai nốt cuối đô la son mi rê rồi rê mi, không phải xì mi nữa mà là xì mi la son xì rê mi la, câu nói vậy. Xì rê mi la, cái nốt nó liến như vậy thì các bạn xử lý là xì giống như vậy là chúng ta đẩy bên dưới trước, rê mi đẩy bên lên, la thì nhấn son lên, ok chưa ha? Cái đó là cái phần của đầu bên, câu cuối này vậy đó.
Rồi bây giờ mình qua cái phần điệp khúc luôn ha. La 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 do si la mi. La này đầu tiên bằng cái bên gì? Rồi cái la thứ hai chúng ta sẽ rung bên. Si do si la mi. Si do si đẩy lên miếng nửa cung lên đô. Buông ra là si la mi. Cái nốt mì này nhớ đẩy bend lên trước kéo về. Rê đô rê mi. Rê cái nốt đồ này đẩy bend lên trước rồi kéo bend về. Rê đô rê mi. Cái nốt mi đẩy rê lên mi là đô. Rê mi phá mi. Là thì kéo bên về trước. Bình thường có phá mi thì các bạn xử lý là phá mi đẩy lên nửa cung thanh phá. Phá mi. Rồi lại ha. Si si. Cái này các bạn đẩy lên là kéo bên về trước. Kéo bên về trước rồi buông ra là một nốt si. Nốt si thứ hai chúng ta sẽ rung. Rung. Kéo bên về trước, si buông ra rồi kéo thứ hai rung. Si re si la mi. Sao cho này ê rê lên mí rê luôn. Rồi lại chỗ này ha. Si 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 rê đẩy lên mí buông ra. Rồi si la. Cái nốt mì này thì các bạn sẽ xử lý là si la cái chỗ này nè, các bạn có một cái dòng cung qua xí à. Cái nốt mì này là cái bên đẩy lên trước. Si re liếng lên si la liếng lên mi la si mi nha các bạn. Si 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 re liếng lên. Liếng lên qua mi á. Si la mi la si mi liếng qua. Được chưa? Ok chưa ha? Rồi. Si mi la si. Si này kéo về trước. Không thôi, đến bên trên cũng được. Nào cũng được hai bạn. Rung bên. Xuân thang. Si la so si đẩy bên lên la. Si mi la si. Cái la si này nè, các bạn đẩy bên lên cũng được. Si mi la. Đẩy bên lên nốt si cũng được. Rồi si si rung bên. Si si. Si si do son si la si. Si si do son si la cũng được, hoặc si si re mi son si la cũng được, tùy theo người hát họ có thể luyến lại có những cái nốt khác nữa. Văn bản này chỉ văn bản nó gốc thì cơ bản thì không nói, nhưng mà có những cái nốt mà nó luyến lại ra ngoài nữa, đúng không? Nó tạo ra cái cảm giác cho người ta feel bồng với cái giai điệu vi vi. Si la
ta đẩy lên xíu, rồi cái buông ra là la. Rồi thử điệp khúc nha, để áp dụng điệp khúc. Chi tiết từng nốt rất rõ ràng về cách luyến bend. Và khi chúng ta làm quen với một bài thôi thì tất cả những cái bài khác chúng ta xử lý cách tương tự như vậy thì style và giai điệu. Nhưng các bạn phải khó, chúng ta phải tập từng nốt nhé. Còn bend mà chúng các bạn cứ hơi hơi các bạn lướt qua câu sau, thì là hơi hơi lướt qua câu sau thì bài bạn đánh bài nào nó cũng vậy, không bend nó không hiệu quả như thế nào. Thậm chí 5-3 năm sau các bạn đánh vẫn như vậy, không lên tay được cái bend. Hay bởi vì người ta đàn hay không là phụ thuộc cái band này rất là nhiều yếu tố, này quyết định rất là về cái trình độ nâng cao nhạc của các bạn, thì cái band này quyết định mà là chính luôn. Mà các bạn sử dụng cái band này nó cứ qua la hoài thì về sau thì không có cái nào nó hay hết á. Cho nên tâm lưu ý ngay từ đầu, hãy bắt đầu ngay từ đầu, hãy học kỹ về band từng nốt chi tiết. Một câu chúng ta có thể bỏ 1-3 ngày để tập, chỉ với một câu thôi cũng được, miễn sao nó tạo thành một cái thao tác thành thạo bản năng của mọi người luôn mới được ha. Ok rồi ha, video của mình kết thúc tại đây nha. Chúc bạn thành công với cái tiếng bang và bài hát rất là hay của Y Văn Lòng Mẹ. Ok, bye bye, chúc sức khỏe mọi người. À quên nữa, mọi chi tiết mắc alo cho Trần Thắng Quý Sinh là 0772 621 62. Ok, dạ. Yeah.